Tối ngày 28 tháng 7, Công an huyện Đức Hòa cho biết đã tạm giữ đối tượng Danh Thanh Sơn, sinh năm 1973, ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, tạm trú ấp 5, xã Đức Hòa Đông, để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Thông tin ban đầu, nghi phạm Sơn thuê nhà trọ tại khu vực chợ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, làm nghề bán cháo lòng khoảng 7 năm. Gần đó có chị Tê, sinh năm 1975, ngụ ấp 8, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Thụy, tỉnh Hậu Giang, cũng ở trọ tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông, làm nghề bán thịt heo ven tuyến giao thông. Chiều ngày 28 tháng 7, chị Tê đang bán thịt heo, Sơn đến nói chuyện rồi dẫn đến cự cãi. Sơn lao vào dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến chị Tê bị trọng thương và tử vong trên đường cấp cứu. Sơn bị bắt giữ ngay sau đó. Theo người dân địa phương, giữa Sơn và chị Tê có mối quan hệ cá nhân.